Vào khoảng thời điểm 28 năm trước, lúc này Tích còn là một thằng nhóc mồ côi 15 tuổi. Vào ngày mà băng hải tặc Dâu Trắng cập bến vào làng của hắn, Tít đã cầu xin được gia nhập vì không còn chốn nương thân. Dâu Trắng thấy Tít trông tội nghiệp, rách nát nên đã rủ lòng thương. Gã trở thành thuyền viên của đội số 2 do đội trưởng Oden chỉ huy. Ít lâu sau, cuộc chiến giữa băng Dâu Trắng và băng hải tặc Roger diễn ra trên một hòn đảo suốt 3 ngày 3 đêm. Tít tuy là thành viên tập sự nhưng không hề kém cạnh những đồng đội khác. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đụng độ với xanh tóc đỏ, kẻ sẽ là kỳ phùng địch thủ của mình sau này. Thời gian một năm trôi qua kể từ khi Oden rời băng để tham gia hành trình với băng Roger, giờ đây Roger đã được người đời gọi là vua hải tặc. Ngay sau đó thì băng Roger cũng tan rã mỗi người một nơi. Thời gian này, Tít và Xanh đã có một cuộc đụng độ với nhau. Cả hai ngang tài ngang sức, thế nhưng Tít đã kịp vạch lên mặt của Xanh ba vết sẹo dài. Sau gần 30 năm ở trên tàu của Tứ Hoàng Dâu Trắng, mặc dù là kẻ mạnh nhất đội 2, nhưng hắn lại không có ý định thay thế vị trí của Oden. Đến khi A tham gia vào băng thì anh chàng đã trở thành đội trưởng của hắn. Bộ mặt thật của Tít được bộc lộ rõ khi hắn nhìn thấy đội trưởng đội 4 là Thát tìm thấy được một trái ác quỷ trên tàu của địch. Vốn sở hữu một cuốn bách khoa thư về trái ác quỷ, Tít nhận ra ngay rằng đó là trái ác quỷ tối thượng Yami Yami mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Vào đêm hôm đó, Tít đã xuống tay với chính đồng đội của mình, cướp lấy trái ác quỷ rồi bỏ trốn khỏi tàu. Biết được tin Thát bị Tít giết chết, A vô cùng tức giận, một mình đuổi theo để lấy lại công bằng cho người đồng đội. Ngay khi sở hữu sức mạnh trái bóng tối, Tít đã thành lập băng hải tặc Dâu Đen, chiêu mộ được một số kẻ mạnh mẽ, tà ác vào băng của mình như nhà vô địch Jay Superget, xạ thủ Van August, bác sĩ tử thần Doc Quy, hoa tiêu cảnh sát quỷ Lát Fitte. Để băng của mình ngày càng lớn mạnh hơn, hắn bắt đầu săn lùng những kẻ có tiền truy nã 100 triệu nhằm giao nộp cho hải quân. Băng Dâu Đen đi tới đâu thì tàn phá tới đó, đảo Đờ Dung quê hương của Chopper cũng là một nạn nhân trong số đó. Việc Luffy đánh bại Crocodile khiến hàng ngũ thất vũ hải bị khuyết một vị trí. Nhận ra đây là cơ hội trời cho, Tít bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Tại Mốc Thao, gã đã đụng độ với Luffy cùng những người đồng đội mà không hề biết cậu chính là kẻ đã hạ bệ cá sấu. Đến khi nhận ra thì Luffy đã kịp thời thoát đi lên đảo trên trời. Dự đoán cu cậu sẽ có mặt tại thị trấn nước Water Seven, Tít cùng đồng đội tiếp tục lên đường. Tại hòn đảo Banazo, Dâu Đen đã gặp lại đội trưởng cũ là A đang đi săn lùng mình. Tít mời A gia nhập băng Dâu Đen rồi cùng đi bắt giữ Luffy, mà không biết rằng họ là hai anh em. Một cuộc quyết chiến xảy ra để phân định thắng bại, kẻ là mặt trời, kẻ là bóng tối. Trái Yami mà Dâu Đen ăn thuộc hệ Logia, tuy nhiên nó không giúp chủ sở hữu phân tách cơ thể như những năng lực khác, mà nó có sức mạnh hút mọi thứ vào bên trong và phá hủy nó. Đồng thời, trái Yami còn có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh trái ác quỷ của kẻ khác. Ban đầu, Tít gặp chút bất lợi, tuy nhiên sự trâu bò đã khiến hắn giành chiến thắng chung cuộc. Ngay sau đó, A được giao nộp cho hải quân, nghiễm nhiên Tít trở thành tân thất vũ hải dẫu chẳng có chút tiếng tăm gì. A bị chính quyền ra quyết định xử tử công khai tại tổng bộ hải quân. Hàng ngũ thất vũ hải được triệu tập và Tít cũng tham gia tại đó. Tuy nhiên vào ngày mà buổi hành quyết diễn ra, Tít là kẻ duy nhất không có mặt. Thì ra mục đích ban đầu của hắn khi gia nhập thất vũ hải đó chính là dùng tàu của hải quân đột nhập vào nhà tù Impendao, chiêu mộ những tội phạm khét tiếng vào băng của mình. Cùng lúc đó, Luffy cũng đã đột nhập vào đây để giải cứu anh trai. Cu cậu đã tạo nên một cuộc hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử. Hai kẻ thù không đội trời chung đã đụng độ nhau một lần nữa. Biết được kẻ trước mặt là Dâu Đen, kẻ đã hãm hại anh trai mình, Luffy nổi giận tấn công hắn. Bị đánh bất ngờ, Tít kêu la trong đau đớn. Tuy nhiên hắn cũng vực dậy ngay sau đó cho anh chàng cao su một trận như tử. Jinbei đã đứng ra ngăn cản cuộc chiến này lại, nói với Luffy rằng không nên mất thời gian tại nơi này. Trong khi Luffy tìm cách đi lên tầng trên, thì Tít cùng đồng bọn lại tiến xuống phía dưới. Hắn tiếp tục đụng độ với trưởng giám ngục Impendao là người độc dược Magellan. Do quá chủ quan nên cả băng Dâu Đen đã bị hạ gục chỉ trong một đòn duy nhất. May cho hắn là Sizil Mưa đã dùng thuốc giải cứu sống một mạng, và gã cũng tự nguyện gia nhập vào băng Dâu Đen do đã quá chán nơi này. Nhân mọi thứ đang hỗn loạn, Tít xuống tầng 6 tổ chức cuộc huyết chiến tìm ra những kẻ mạnh nhất. Bốn tội phạm siêu mạnh đã chiến thắng cuộc chiến đó, và gia nhập vào băng Dâu Đen gồm vua đổi bại Avalo Pizarro, thợ săn trăng lưỡi liềm Katarina De Von, chiến hạm khổng lồ Sanjua An Quốc, bợm rượu Vasco Sot. Ngay sau đó, Tít lập tức quay trở về chiến trường Marineford, nơi đang xảy ra cuộc chiến giữa hải quân và băng hải tặc Dâu Trắng. Hắn cùng đồng bọn đứng một góc để quan sát mà không ra mặt ngay. Đến khi tàn cuộc A đã ra đi còn Dâu Trắng thì suy yếu, Tít bước ra khiêu chiến với thuyền trưởng cũ của mình. Năng lực hấp thụ của trái Yami ban đầu giúp Tít gây ra được bất ngờ trước Dâu Trắng, tuy nhiên do quá chủ quan nên hắn suýt nữa đã phải bỏ mạng.
Cũng may là dâu trắng đã quá yếu nên không thể kết liễu trong một đòn. Tích nhân đó cùng đồng bọn lao tới tấn công liên hoàn cho, tới khi vị tứ hoàng không còn cử động nữa thì thôi. Gã vẫn còn một kế hoạch khác, đó chính là chiếm lấy năng lực chấn động của dâu trắng. Thật bất ngờ rằng hắn đã làm được điều đó. Giờ đây dâu đen đã sở hữu hai sức mạnh không tưởng. Tít điên cuồng phá hủy mọi thứ, tại tổng bộ khiến thủy sư Sengoku phải đích thân ra tay. Gáp cũng lao ra để tương trợ, tuy nhiên dâu đen chẳng hề run sợ chút nào, cào rách không khí khiến cả tổng bộ chao đảo. Chỉ đến khi sự có mặt của tứ hoàng xanh tóc đỏ thì hắn mới dừng tay lại. Xanh tới đây là để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa, đồng thời khiêu chiến với dâu đen. Tít thấy đã đạt được mục đích nên cùng đồng bọn rời đi. Việc sở hữu một đồng đội quá khổ, như quốc khiến tàu của băng dâu đen bị nhấn chìm giữa biển. May thay, hắn đã bắt gặp được siêu tân tinh che que Di Bonnet và đánh bại cô nàng. Cảm thấy Bonnet quá yếu nên Tít không mời vào băng, mà dùng cô trao đổi với hải quân một chiếc chiến hạm. Tuy nhiên, người mang chiến hạm tới lại là Đô đốc Akainu. Không muốn gặp rắc rối, Tít cùng đồng bọn bỏ chạy luôn khỏi đó. Để tăng cường sức mạnh cho cả băng, Tít bắt đầu đi săn lùng những trái ác quỷ mạnh mẽ và quý hiếm. Trong khoảng thời gian đó, tại một hòn đảo, hắn đã gặp cựu đô đốc Aokiji, người đã rời khỏi hải quân ngay sau khi bại trận trước Akainu trong cuộc chiến tranh giành chức thủy sư đô đốc. Hai bên nói chuyện với nhau rất ăn ý, bọn thuộc hạ tính đánh lén Aokiji để cướp lấy năng lực băng khiến ông ta nổi điên lên. Tuy nhiên Tít lại không muốn làm thế, hắn nhận ra rằng Aokiji chung mục tiêu với mình nên chiêu mộ ông ta vào băng. Và Aokiji cuối cùng cũng đồng ý. Trong khoảng thời gian đó, Tít cũng thường quay trở lại những lãnh địa cũ của băng dâu trắng nhằm xâm chiếm mọi thứ. Điều này đã khiến tàn dư băng dâu trắng cay cú, tập hợp lại để hạ bệ tên chó má phản bội. Tuy nhiên, do sở hữu trái chấn động nên Tít đã quá mạnh, hắn dễ dàng đánh bại tất cả. Sau sự kiện đó, dâu đen chính thức thay thế dâu trắng trở thành tứ hoàng. Một năm sau đó, lúc này Tít đã bị truy nã 2 tỷ 200 triệu Belly, trở thành một nhân tố vô cùng nguy hiểm. Biến cố Cảng Dốc Kỳ diễn ra, người chủ mưu chính là siêu tân tinh cha Fangalore. Với sự giúp sức vô tình của Kobe, Tít đã đánh bại Ochuku, rồi trở thành đầu lĩnh của đảo hải tặc Hachinosu. Những thành viên khác cũng ra sức săn lùng trái ác quỷ, tiêu biểu là Tenze Superget đã có mặt tại đấu trường Kozida để tranh giành trái ác quỷ Meza Meza của Ace. Tuy nhiên, Sabo mới là người đoạt lấy được năng lực đó. Burget tính đánh lén Luffy để cướp trái cao su, nhưng bị Sabo đập cho một trận như tử. Vì quá cay cú, gã đã bám theo anh chàng về căn cứ bí mật của quân cách mạng, sau đó gọi đồng bọn đến trả thù. Băng hải tặc dâu đen đã làm náo loạn đảo Bantigo khiến cho quân cách mạng phải rời căn cứ, tới vương quốc Bakabaka. Khi Absalom tiến tới đảo này, Tít đã xuống tay với hắn để cướp lấy trái ác quỷ vô hình đưa cho Sizio. Mozia đã tới đây để đòi thuộc hạ, nhưng cũng bị Tít đánh bại rồi nhốt vào trong ngục. Hội nghị Zivaizi diễn ra, hệ thống thất vũ hải bị xóa bỏ. Tít đã nhân đó kéo Devon cùng sót tới đảo Amazon Lily để tấn công nữ hoàng hải tặc Hoa Hancock. Nơi này đang xảy ra một cuộc chiến giữa hải quân và băng hải tặc Kuza, do Hancock cầm đầu. Tít bỏ qua bọn tiểu tốt rồi tiến vào trong, tuy nhiên hắn phải đụng độ với một Seraphim là Ed Hawk. Mặc dù thuộc hạ đã bị hóa đá toàn bộ, nhưng Tít đã kịp thời bóp lấy cổ Hancock vô hiệu sức mạnh của cô nàng. Thì ra hắn muốn chiếm đoạt lấy trái ác quỷ hóa đá Mero Mero. Mặc dù vậy nếu giết qua thì Sot và Devon sẽ bị hóa đá vĩnh viễn. Tít đành phải hy sinh thuộc hạ lấy thứ cao cả hơn. Sự có mặt của vua bóng tối khiến Tít bắt đầu rén, sau đó thì đành phải giảng hòa rồi rời đi. Hắn cũng không muốn về tay không mà bắt cóc anh hùng Kobe về căn cứ của mình. Mục đích của Tít là trao đổi Kobe với chính quyền thế giới, bắt chúng biến đảo hải tặc thành một quốc gia chính thức, khi đó Tít sẽ trở thành vua. Biết được Big Mom tới Wano để hội chiến cùng Kaido nhưng đã bị đánh bại. Tít sai Kuzan cùng Van August tới đảo Bánh để bắt cóc Pudding về. Cô nàng là người thuộc tộc Ba Mặt, nên có khả năng đọc được những ký tự cổ của Hồng Phiến dẫn đường, tới kho báu One Piece. Tiếp đến, Tít không tới Wano mà phục kích tại đảo Mùa Đông, chờ đợi một trong ba bộ ba Luffy, Kid, lo tới để tấn công nhằm chiếm đoạt những tấm Hồng Phiến. Kẻ xui xẻo đó là băng hải tặc Hớt do lo dẫn đầu. Những thành viên kỳ cựu giờ đây đều sở hữu những năng lực điên rồ, thể hiện sự áp đảo trước băng Hớt. Lo cũng cho Tít thấy sức mạnh của mình đã thay đổi như thế nào. Cuối cùng, Lo đã thất bại, Tít cũng dính đầy thương tích. Con tàu Cola Tang bị phá hủy hoàn toàn, các thành viên băng Hớt la liệt dưới nước biển. Tít tính giết Lo để cướp trái OP, nhưng Beppo đã kịp thời sử dụng thuốc để hóa sang dạng Su Long, cứu nguy thuyền trưởng một bàn thua trông thấy. Mặt khác, tại lãnh địa Hachinosu, anh hùng hải quân Gáp cùng với một nhóm hải quân mật đã có mặt để giải cứu cho Kobe. Anh chàng cũng đã được Verona cứu ra và đang trên đường bỏ chạy.
Gáp tung ra một cú đấm phá hủy nguyên một thị trấn. Các thành viên còn lại của băng dâu đen ra mặt để phản công lại, trong đó có Aokiji. Ban đầu, Gáp chiếm toàn bộ sở pot lại, nhưng càng về lâu, sức lực hao hụt dẫn tới thầy ông nội dần thất thế. Kết cục của Gáp hiện vẫn chưa rõ ra sao. Liệu dâu đen có về kịp để tạo nên một chấn động nữa hay không? Điều này chúng ta sẽ được biết tiếp trong khoảng thời gian sắp tới.